Thì vừa rồi Nếu bạn đã coi cái video Mà mình có cái màn hình Ở trong training view để mình phân tích cho bạn Thì xu hướng là Mình đoán xu hướng là Nếu mà nó vẫn còn chống được Nghe Ở 18.800 Thì có nghĩa là cái cái trend này vẫn là bullish. Nhưng bởi vì cái OSI nghe nó quá cao thì rõ ràng nó phải đi xuống để nó gọi là nó tạo là một cái móng để nó bung thì những cái gì cái dụng cụ mà mình sử dụng để đo lường thì cái đó nó chỉ chính chính xác nếu mà cái thị trường nó bình thường nhưng vừa rồi chỉ qua vài tiếng mà có một cái số tiền lớn như vậy đã rót vô cộng đồng tiền tử 200 triệu đô la bởi vậy nó là nó gọi là nó, nó là một cái một cái 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 tín hiệu và nó đẩy nguyên cộng đồng tiền điện tử đi lên thêm một chút xíu cũng giống như vừa rồi nó rớt xuống bitcoin rớt xuống 15.500 rồi sau đó một thời gian đề đà và thống kê chứng tỏ có có một cái quỹ lớn một con cá voi cá mập gì đó nó bỏ vô 4 tỷ đô la trong những cái lệnh tương lai. Và sau khi số đông của mình thấy được 4 tỷ đó vừa được rót vô, thì tất cả mọi người FOMO vô, đẩy cái giá Bitcoin từ cái giá 17 ngàn, ngàn lên cái vèo lên 21 ngàn, 22 ngàn. Ok, 21 ngàn. Thì cái trường hợp vừa xảy ra vài tiếng trước, nó cũng giống như vậy mình có thể ngồi đây và tất cả những người chuyên gia ngồi và có thể dùng đo sóng, đo lượng sóng, rồi tất cả mọi thứ. Nhưng không có ai có thể đoán được những con cá voi uh, nó tương lai nó có thể rót tiền vô hay là rút tiền ra hay là nó bán. Bởi vì vậy, dùng sóng đo lường hay là dùng Elliot sóng hay là những cái chói hay là những cái tất cả những dụng cụ khác thì cái đó chỉ đơn giản là chỉ trong một cái cách có thể ok mua và bán hay là đầu tư trong tiền điện tử ok à, nó có rất rất là nhiều dụng cụ bạn có phải có để bạn gọi là bạn trade, bạn giao dịch thành công trong cái thị trường tiền điện tử cũng giống như bitcoin xin chào